Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video clip tiếp theo của Tấn Tuân Casino. Thì trong cái clip ngày hôm nay ấy, bên Tấn Tuân Casino sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một cái bộ sản phẩm đánh sóc đĩa bịp hiệu quả và chất lượng nhất trên thị trường hiện nay mà cực kỳ là dễ sử dụng cho toàn thể anh em luôn anh em nhé. Đấy, thì anh em nào mà đang muốn mua cái bộ sản phẩm sóc đĩa bịp ấy thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình của anh em. Đấy, hoặc là anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo để tìm hiểu thêm về các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp sóc đĩa bịp mới nhất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, anh em có thể là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo đều được anh em nhé. Bên mình sẽ luôn có người trực và tư vấn cho anh em, hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu kỹ hơn về các cái bộ sản phẩm, các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp hiện nay. Thì cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến toàn thể anh em ấy trong cái clip ngày hôm nay chính là một chiếc bát camera. Đấy, thì cái dòng bát này nó sẽ là một cái dòng bát tàng hình cho anh em. Đấy, thì ở trên thị trường hiện nay ấy, nó sẽ có rất là nhiều cái dòng bát camera hay như những cái dòng sóc đĩa bịp cho anh em lựa chọn, ví dụ như là đĩa soi xuyên, bát soi xuyên hay là bệ từ, quân cảm ứng, đấy, quân nam châm, rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn, nhưng mà mỗi loại nó đều có một cách sử dụng riêng. Mà những anh em nào ấy mà mới chơi tập chơi cái dòng sản phẩm sóc đĩa bịp thì anh em sử dụng nó sẽ không quen và nó sẽ đạt hiệu quả không được tối đa. Đấy, thì chính vì thế nên là mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dòng bát tàng hình không tang này. Đấy, thì cái dòng bát tàng hình không tang này nó cực kỳ là dễ sử dụng cho những anh em nào mà thích đơn giản. Đó, mà cái độ hiệu quả chính xác của nó mang lại thì là 100% cho anh em luôn nhá. Đấy, thì sau đây mình sẽ cho anh em xem này cái mẫu bát tàng hình không tang này. Thì cái mẫu bát này khi anh em soi đèn đấy, đây cho anh em xem này. Ví dụ khi anh em soi đèn này, tất cả các cái mẫu bát tàng hình không tang đều như nhau anh em soi đèn hoàn toàn là không phát hiện ra tang tích này. Đấy, soi đèn thoải mái luôn anh em nhé. Anh em soi đèn, anh em thử nam châm. Đây, mình sẽ thử nam châm cho anh em xem. Đây là một cục nam châm này. Đó, anh em thấy đó, một cục nam châm cực kỳ hít này. Hoàn toàn là không dính, không hít gì anh em nhé. Đấy, đấy, không dính, không hít gì luôn. Bát hoàn toàn là ok hết cho anh em. Đấy, hoàn toàn là khi anh em test thử thì không thể phát hiện được tang tích được. Đấy, còn cái gì, cái độ sắc nét của nó thì anh em hoàn toàn yên tâm, bát này sử dụng cái dòng mắt camera mới nhất hiện nay, hiện đại nhất hiện nay nên nó cực kỳ nét cho anh em khi sử dụng nhé. Còn về khoảng cách của cái dòng bát này thì anh em bắt được bao xa thì thông thường ấy, anh em sử dụng một chiếc màn soi đây, ví dụ như một cái màn điện thoại như thế này thì anh em bắt ở khoảng cách là từ 10 đến tầm 15 mét là khoảng cách hiệu quả và ok cho anh em. Đấy, nhưng mà khi anh em sử dụng muốn bắt xa hơn nữa, đấy anh em muốn nó bắt xa hơn nữa để anh em sử dụng để cho người báo kỹ thuật cho anh em ấy, thì bên mình đã có một cái giải pháp là có một cái bộ sản phẩm này cho anh em này. Đấy, cho anh em xem, đây là một cái bộ phát wifi cho anh em đó. Thì bộ sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ là cho anh em kết nối vào chiếc điện thoại này của anh em đó, kết nối vào chiếc điện thoại này đang dùng của anh em nhé. Anh em có thể là thay thế cái màn soi nhỏ kia bằng chiếc điện thoại này của anh em. Đấy, thì khi anh em kết nối vào chiếc điện thoại này rồi, anh em lại sử dụng thêm một chiếc điện thoại nữa dành cho người báo kỹ thuật ở nhà. Đấy, anh em kết nối từ chiếc điện thoại này, kết nối vào cái điện thoại anh em cầm đi đây. Đó, là anh em có thể bắt được ở khoảng cách hàng nghìn km. Tức là sao? Tức là anh em chơi ở Hà Nội, người trong Sài Gòn cầm chiếc máy này là cũng soi được là nó về cái gì, sau đó báo cho anh em qua tai nghe. Đấy, rất là ok. Đấy là cái mức độ ok của cái bộ phát wifi này. Thì sau đây ấy, mình sẽ đi vào mình test cho anh em xem về cái độ sắc nét của cái dòng bát này. Đấy, cái độ rõ nét của nó và hướng dẫn cho anh em thử dụng luôn cái bộ phát sóng wifi kia như thế nào anh em nhé. Đấy, đấy, thì khi mình sử dụng cái bộ phát sóng wifi ở đấy cho anh em cùng xem. Thì khi anh em trên này nó có một cái nút gạt, anh em chỉ cần gạt cái nút thì khi nào đèn nó chuyển màu xanh thì tức là đã hoạt động ok. Sau đó anh em lấy chiếc điện thoại của anh em ra, anh em lấy chiếc điện thoại của anh em ra đây, anh em kết nối, anh em vào cài đặt phần wifi, cài đặt wifi anh em nhé. Đấy, cài đặt wifi này, anh em bấm kết nối ở wifi anh em. Đấy, thì nó sẽ hiện lên một cái tên wifi cho anh em rất là dài đây, AVTO wifi đấy, 7CA gì gì đó. Anh em kết nối vào đây để thì mật khẩu của nó là 123456678. Anh em kết nối vào rồi, đây anh em chờ một lát nó sẽ kết nối cho anh em này. Thì khi nó đã kết nối vào rồi, anh em thoát ra ngoài, anh em vào cái phần mềm e-camera. Thì cái phần mềm này ấy, anh em có thể là tải ở bất kỳ cái ứng dụng nào, ví dụ như là CH Play hay là App Store của anh em. Đấy, anh em
đều có thể tải được anh em nhé. Chữ y camera này, anh em chỉ gõ này là ra, anh em bấm thuật ra đấy. Thì như thế này là nó đã đang hoạt động cái mắt camera rồi. Thì đây mình sẽ cho anh em xem là cái cách hoạt động của nó này. Thì trước hết ấy, mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái dòng bát khiển trước anh em nhé. À, bát tự động. Mình sẽ giới thiệu cho anh em bát tự động. Thì đây là một chiếc bát tự động này. Đấy, một chiếc bát tự động này. Anh em úp xuống nhìn thấy không? Cực kỳ rõ nét này. Mình sẽ giảm độ sáng của nó xuống cho anh em nhìn cho nó. Đấy anh em nhé. Đấy. Đây. Anh em thấy không? Ok chưa? Tứ tự trắng này, mình sẽ sóc cho anh em xem này. Đó. Ba trắng anh em nhìn thấy không ạ, cực kỳ là rõ nét cho anh em luôn nhé. Thì cái dòng bát tự động ấy thì khi anh em chỉ việc úp bát xuống đây, anh em úp bát xuống, mắt camera trong này nó sẽ tự hoạt động, nó sẽ tự gửi hình ảnh đến đây. Thì khi đó anh em chỉ việc soi, không cần phải sử dụng bất kỳ cái phụ kiện gì. Thì cái ưu điểm của nó thì là anh em cực kỳ đơn giản này thôi, úp bát xuống là nó sẽ hoạt động. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là khi anh em úp bát này là mắt camera trong này nó sẽ hoạt động. Đấy, chính vì thế nên cái lượng tiêu hao pin của nó sẽ rất là nhanh. Một cái bát này anh em sạc đầy thì anh em dùng được khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Đấy, nhưng mà thế cũng rất là ok cho anh em rồi đúng không ạ? Đây, mình sẽ test một lần nữa cho anh em xem. Đó, sắp đôi này, anh em nhìn thấy không? Cực kỳ rõ nét cho anh em luôn nhé. Đấy, thì đây là một cái dòng bát tự động và sử dụng cũng rất là ok. Còn là nhiều anh em ấy thì muốn sử dụng đến cái dòng bát mà nó có thể là dùng được lâu hơn. Đấy, thì đây, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bát này. Thì đây là một chiếc bát khiển nhá anh em. Đấy. Thì anh em chú ý cho mình này, cái bát khiển này. Đấy, khi anh em úp bát xuống thì mắt camera hoạt động hoàn toàn là nó không hoạt động anh em nhá. Đây, mình sẽ cho độ sáng lên. Cho anh em nhìn này. Thì mắt camera hoàn toàn không hoạt động, anh em úp thoải mái. Đấy, lầy bát thoải mái, không hoạt động. Nhưng mà anh em phải có một cái khiển đi kèm, một cái phụ kiện này đi kèm. Anh em chỉ bấm cái khiển này. Đấy, là mắt camera sẽ hoạt động anh em nhìn đúng không ạ? Đấy, rất là đơn giản vậy thôi. Thì khi anh em bấm khiển thì mắt camera trong này mới hoạt động, cái pin trong này nó mới tiêu hao. Thì chính vì thế nên là thời lượng sử dụng của cái bát này nó sẽ rất là lâu. Nếu tính theo số lần bấm ấy, thì anh em được khoảng tầm 200 lần. Đấy, đấy là theo cái khoảng ướm chừng của bên mình. Thì cũng rất là ok cho anh em. Đấy, thì nó chỉ có một cái nhược điểm là anh em phải cho cái khiển này ở bên cạnh người. Anh em bấm cái khiển này thôi. Đấy, thì đây cho anh em xem này. Test đó rất là ok luôn anh em nhé. Đó, anh em thấy không ạ? Ba đen này. Đấy, cực kỳ rõ nét cho anh em luôn này. Đấy. Anh em thấy chưa? Đấy là cái dòng bát tự động, à, bát khiển cho anh em này. Đây. Đây, cho anh em xem. Đấy, sắp đôi này. Anh em thấy không? Cực kỳ là rõ nét luôn. Đấy, rất là ok. Thì nhiều anh em cũng hỏi bên mình là cái bát này thì khi anh em đập ra thì nó có tang hay không. Thì mình cũng nói luôn với anh em là tất cả các dòng bát camera khi anh em bật đập ra đều có tang hết anh em nhé. Đấy, nhưng mà cái tang của cái dòng bát tàng hình này nó cực kỳ nhỏ đấy, nên anh em hoàn toàn yên tâm đi. Còn về cái mẫu bát ấy, bên mình test thì anh em xem là đây là có hai cái mẫu bát, một bát như bát nhựa hoa này và một cái mẫu bát sứ trắng tinh. Nhưng mà không phải là bên mình chỉ có hai cái mẫu bát này không anh em nhé, bên mình còn rất là nhiều mẫu bát loại bát khác. Đấy, thì khi anh em sử dụng sân chơi của anh em sử dụng mẫu bát như thế nào, anh em cứ gửi mẫu bát sang cho bên mình. Đấy, anh em gửi mẫu bát sang cho bên mình thì bên mình sẽ đấy cho anh em, bên mình sẽ kiểm tra xem là có mẫu bát đó hay không và gửi tới anh em. Thì khi anh em gửi mẫu bát đấy, bên mình nếu mà có sẵn thì bên mình sẽ gửi trực tiếp đến cho anh em. Còn nếu mà bên mình không có, bên mình sẽ đi tìm mua cái mẫu bát đó về. Đấy, và về làm để gửi cho anh em nhé. Hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà nếu mà ví dụ như mà bên mình không thể tìm được cái mẫu bát đó ở khu vực bên mình, thì anh em có thể là gửi trực tiếp cái mẫu bát mà anh em cần làm ở chỗ anh em, gửi lên cho bên mình. Bên mình sẽ làm trực tiếp vào cái bát của anh em gửi, sau đó gửi về cho anh em, cực kỳ là nhanh chóng thôi. Đấy, bên mình thì nhận làm bát theo yêu cầu của anh em. Còn tất cả các mẫu bát bên mình đều có chế độ bảo hành cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy, thì anh em nào mà muốn đặt cái mẫu bát như thế nào, hoặc anh em muốn lấy cái mẫu bát khiển hay mẫu bát tự động ấy, thì anh em có thể là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc kết bạn nhắn tin qua Zalo đều được anh em nhé. Bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu và hướng dẫn anh em cách đặt hàng luôn. Đấy, thì anh em nào mà ở xa, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em qua bưu điện hoặc qua xe khách. Thì khi anh em nhận hàng, anh em sẽ được phép kiểm tra hàng. Đấy, hoàn toàn là ok cho anh em luôn, cực kỳ là uy tín. Còn đối với anh em nào mà muốn đến trực tiếp cơ sở bên mình, hoặc là
ở gần cơ sở bên mình ấy, thì có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình để mua sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến trực tiếp cơ sở bên mình. Đấy, bên mình sẽ alo đến số hotline, bên mình sẽ cho người ra đón anh em. Đây, dẫn anh em vào cơ sở luôn. Thì ngoài cái bộ sản phẩm này ra, bên mình còn rất là nhiều bộ sản phẩm khác liên quan đến cờ bạc VIP, như là về sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu hay là bài lá, đều đầy đủ tất cả cho anh em. Nên anh em đang muốn tìm kiếm cho mình cái bộ sản phẩm nào, hoặc đang muốn hỗ trợ mua về cái bộ sản phẩm nào, thì hãy cứ nhấc điện thoại lên và gọi đến số hotline cho bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Đấy, giúp cho anh em tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm và hỗ trợ cho anh em đặt hàng một cách nhanh chóng, chính xác nhất anh em nhé. Thì cuối video ấy, mình cũng cảm ơn anh em đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.